Xin chào tất cả các bạn, hôm nay chúng tôi sẽ cùng các bạn khám phá lý do tại sao bạn nên trồng cây bồ kết ghép, một loại cây dược liệu lâu năm với tiềm năng kinh tế và lợi ích vượt trội. Chúng tôi sẽ cùng các bạn phân tích các yếu tố làm sao cây bồ kết ghép lại trở thành sự lựa chọn đầu tư thông minh. Cây bồ kết ghép được lấy mắt ghép từ các cây có năng suất cao để đảm bảo chất lượng hiệu quả trồng trọt. Cây bồ kết ghép có khả năng phát triển nhanh và cho thu hoạch sớm hơn so với cây bồ kết truyền thống. Cây bồ kết truyền thống là cây bồ kết được trồng từ hạt thì có tỷ lệ cây đực rất cao và cây có rất nhiều gai. Còn đối với cây bồ kết ghép thì khi anh chị trồng, cái ưu điểm sau này là khi mình thu hoạch thì cây nó cũng sẽ không có gai, nó sẽ dễ dàng trong cái việc trồng, chăm sóc và thu hoạch. Về khả năng sinh trưởng của cây bồ kết thì cây bồ kết ghép phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ hơn nhờ vào chất lượng mắt ghép được lựa chọn kỹ càng. Lợi nhuận từ quả bồ kết có giá trị cao trên thị trường xuất khẩu, mang lại lợi nhuận bền vững cho người trồng. So với trồng cây dược liệu khác thì cây bồ kết ghép yêu cầu ít chi phí đầu tư bảo trì, ít chi phí đầu tư chăm sóc, bởi vì nó là một trong những dòng cây bản địa và là cây chịu hạn lâu năm. Quả bồ kết được sử dụng trong sản xuất dầu gội, sản phẩm chăm sóc tóc và chăm sóc sức khỏe, làm hương liệu. Sự phổ biến của bồ kết trong ngành công nghiệp làm đẹp, dược phẩm giúp gia tăng cái giá trị xuất khẩu của quả bồ kết. Nếu anh chị đang tìm kiếm một cơ hội đầu tư về nông nghiệp bền vững và lợi nhuận cao thì hãy chọn cây bồ kết ghép, liên hệ ngay với em Dương để nhận cây giống chất lượng và được hỗ trợ kỹ thuật tận tình. Cảm ơn cô bác anh chị đã theo dõi video, đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh. Hãy chia sẻ để nhiều người biết đến lợi ích của cây bồ kết ghép. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong video tiếp theo.